Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN NTN. Ok, rất là lâu rồi, bây giờ tôi mới quay trở lại đây để thực hiện một cái thử thách, đó chính là ăn hết 5 con vịt quay. Đấy, ở đây là tôi đã mua về 5 con vịt quay, nhìn rất là to, rất là thơm ngon luôn. Và hôm nay thì tôi sẽ thực hiện cái thử thách là ăn hết toàn bộ 5 con vịt quay này. Trước khi ăn thì tôi sẽ cân để cho các bạn biết là 5 con vịt quay này nó nặng bao nhiêu kg. Thì đây là cái thử thách mà rất là nhiều bạn đã nhắn tin cũng như inbox đến cho tôi, bảo là anh ơi, anh hãy làm những cái thử thách liên quan đến ăn uống đi, rồi là hãy ăn thật là nhiều. Và hôm nay tôi sẽ quyết tâm quay trở lại để ăn những cái món ăn này cho các bạn xem. Tại sao thời gian qua tôi không ăn? Bởi vì là thời gian qua là tập gym là giảm cân nên là không dám ăn, nhưng bây giờ thôi kệ đi, không gym nghiếc gì nữa, bây giờ nó ăn cho nó sướng, nhưng việc gì phải khổ, tập gym làm gì, giảm cân không được ăn, nói chung khổ lắm. Bây giờ tôi sẽ ăn hết 5 con vịt này. Và ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một chai tương ớt thái chua cay đấy, để tí đã chấm với vịt ăn đây. Bạn đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mà trước khi ăn ý thì tôi sẽ phải đeo găng tay vào đấy. Đây, lần này thì là phải chuẩn bị kỹ lưỡng, ăn cho sạch sẽ cho nó đỡ bị mất vệ sinh, các bạn hiểu không? Ngày xưa là toàn ăn bốc, mà ăn bốc lại không có găng tay cơ. Đấy. Rồi, tôi sẽ đeo găng tay vào, ăn cho nó vệ sinh. Đấy. Ok. Rồi, trước khi ăn thì tôi sẽ cân lên cho các bạn xem là 5 con vịt này nặng bao nhiêu kg. Đây, tôi đã chuẩn bị sẵn một cái cân về để cân toàn bộ 5 em vịt này lên. Trước tiên thì tôi sẽ cân ký mâm này đã. Mâm này nó không đáng kể, khoảng 500g các bạn. Đây, 500g không đáng kể. Ok, bây giờ sẽ bỏ vịt lên cân nhá. Một em hơn 1kg tí. Tiếp con vịt thứ hai, hơn 2 cân rồi các bạn. Tiếp, xem 5 em vịt này nặng bao nhiêu kg nhé các bạn. Rồi, đúng 5kg các bạn. Thì là toàn bộ 5 con vịt này là nặng 5kg. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cái thử thách mà ăn hết 5kg vịt quay. Rồi, phải bỏ cái cân này xuống đã. Rồi, đây, bây giờ là xếp vịt xuống để ăn nhé các bạn. Ok, 5 con vịt. Ok, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu vào thử thách ăn hết 5 con vịt quay 5kg các bạn. Ăn cái này là cứ phải dùng nước chấm thái ăn nó mới ngon các bạn. Đây, tôi đã mua về một lọ nước chấm thái chua cay, mà không biết là có cay không, tôi sợ cay được, cay quá không ăn được. Rồi, cái này chắc là phải lấy thìa quá, lấy dao cho cái tương này ra chấm ăn với lại vịt cho nó ngon các bạn. Rồi, đấy, ok. Không biết là có cay không đây, tôi không ăn được cay. Thử nhá. Ngon, không cay lắm các bạn. Đây, tương ớt chua cay thái, rất là ngon. Đây các bạn nhìn này, đơn giản như này thôi, nhìn rất là ngon. Đó, ok. Bây giờ tôi sẽ thử thách ăn 5kg vịt quay. Lâu lắm rồi không ăn nhiều, không biết là dạo này ăn lại có ăn được không đây. Ăn vịt là rất là thích ăn đùi. Đấy. Lấy dao. Cắt nó ra, ui. Mọng nước luôn các bạn ơi. Ui. Rồi. Mời các bạn ăn nhé. Thơm mãi. Thật sự luôn, rất là nhiều mỡ nhưng mà thôi, chấp nhận thôi. Đây. Miếng vịt quay là ngon. Bây giờ tôi sẽ chấm với lại tương ớt, tương thái đấy, ăn. Ngon quá. Cái tương thái nó không cay các bạn, nó chua chua, ngon 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 phết. Khả năng là tôi phải cho thêm tương thái này các bạn. Tương này chấm ngon quá.
tưởng không ngon nhưng mà ai ngờ đâu mà ngon không tưởng. Ở đây thì thật ra là người ta có cho rau thơm và nước chấm, nhưng mà tôi nghĩ là nên chấm nước chấm Thái đi, bởi vì là ăn cái nước chấm của người ta làm là nhiều quen rồi. Tay tôi xé quá. Cái này nó không cay. Để tôi sẽ phết lên đây, ăn hết một con cho nhanh. Ngon quá. Chưa bao giờ tôi ăn nhiều, ăn phê như này. Ăn hết cả rau. Sao với hạt còn các bạn? À, ăn không còn cái gì cả, còn xương thôi. Bên trong không còn gì, tôi lọc hết thịt bên ngoài tôi ăn. Đây. Ra thì ăn xong.
xong hai con. Sang con thứ ba. Chưa no lắm. Không là ăn nó hơi ngán bởi vì là nhiều mỡ quá các bạn. Phải uống nước vào, nhiều mỡ quá. Đây là xương sầu của hai con, tôi để bên này. Đấy, ok. Đấy là chỗ để ăn ba con cuối cùng. Đây vẫn còn thịt, để bên này thì ăn tiếp. Để xương nha các bạn. Xương vẫn còn thịt thịt. Thật sự để mà nói thì cực kỳ nhiều mỡ, ăn không thể ăn được. Vẫn phải cố để mà ăn các bạn. Mẹ, nhiều mỡ thật. Sang con thứ ba. Để cái công đoạn này không muốn chấm gì nữa rồi. Mất hết cảm giác rồi. Nhiều mỡ kinh khủng đó các bạn không thể hiểu được. Để trên bàn tôi rất nhiều mỡ. Sai lầm của tôi là trước khi ăn là không làm sao cho nó hết mỡ đi. Nó nhiều mỡ quá. Mỡ với lại nước ở trong con vịt nó rất là nhiều. Và đặc biệt là mỡ, bởi vì mỡ nó làm cho mình bị ngán. Đây các bạn nhìn này, rất là nhiều mỡ. Ok. Ở đây. Tôi ăn thịt trước đi. Mỡ bỏ ra, tí ăn mỡ sau. Cái mỡ nào thịt ăn. Xong con thứ 4. Vẫn còn hai cái đầu ở đây các bạn. Toàn mỡ ở mỡ thì ăn sau. Ok. Đến con cuối cùng. Yeah, ăn con cuối cùng ok. Yeah, ăn xong con này tôi sẽ hoàn thành thử thách ăn hết 5kg thịt vịt quay. Và thật sự để mà nói lúc đầu ăn rất là ngon. Ngán lắm bởi vì nó nhiều mỡ rồi các bạn nhìn. Đó. Bóp ra mỡ rồi, thấy chưa? Bóp ra mỡ rồi. Đó, rất là nhiều mỡ. Tôi chả nhẽ tôi phải bóp ra mỡ quá. Ăn thịt không thôi. Bóp thịt vịt ra mỡ rồi. Vãi trưởng nhiều mỡ chưa? Ui. Con này siêu nhiều mỡ. Chết rồi, bóp nát cả phao câu ra rồi. Đây, phao câu tôi không ăn, tôi bỏ ở đây nha các bạn. Ok. Con vịt này nhiều mỡ quá. Siêu nhiều mỡ luôn. Rồi, ok. Ăn thôi. Còn cuối cùng. Oh.
Cái thử thách cuối cùng của tôi á là ăn cái đống mỡ này, bầy nhầy này. Cứ ăn thịt như này thì rất là dễ nuốt. Ăn mỡ kêu kinh khủng. Bây giờ có ăn hết mấy phần thịt khô đi á. Ok. Xong con thứ 5 nhưng mà vẫn còn thí đầu, cố gắng ăn tiếp. Các bạn nhá. Thật sự là còn một tí thịt, tí da này, giờ gặm này không biết bao giờ mới hết được. Đây. Còn cái này. Đây còn tí da này. Ăn hết. Lúc nào không gặm được thôi các bạn. Cứ gặm vào rách hết mồm. Bình thường là tôi ăn không bao giờ gặm xương như này đâu. Nhưng mà thử thách này là bắt buộc phải ăn. Không còn cái gì. Okay. Okay. Phần da này rất là kỳ cục. Các phòng các bạn. Tôi đã hoàn thành thử thách. Ăn hết 5 con vịt quay trong vòng gần 1 tiếng. Đấy chưa? Đấy nha các bạn nhé. Cái sạch không có cái gì cả. Xương. Xong thử thách. Nói chung là không còn gì chia sẻ cả. Tôi đã hoàn thành thử thách ăn hết 5 con vịt quay 5kg. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh cho nhé. Nếu mà các bạn thích những clip mà ăn uống mà ăn nhiều như này, các bạn hãy like để tôi có thể biết được là bao nhiêu bạn thích những clip ăn uống như này. Ok, và không có gì chia sẻ cả. Bây giờ là đi rửa mồm đánh răng thôi, chứ thật sự giờ rất là hôi mồm rồi, là
Nóng rồi, không nói gì nữa. Rồi rồi, cảm ơn tất cả bạn đã xem clip của NTN. Chào các bạn, bye bye.